liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng. Vào ngày 29 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã mời bà Đặng Thị Hàn Ni lên làm việc, lấy lời khai liên quan đến đơn thư tố giác tội phạm của bà đối với bà Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, tổng giám đốc khu du lịch Đại Nam, Bình Dương. Theo đó, công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị bà Hàn Ni cung cấp bổ sung tài liệu chứng cứ để làm rõ các yêu cầu của bà này đối với bị can Nguyễn Phương Hằng. Trước đó vào tháng 10 năm 2021, bà Hà Ni gửi đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo đơn, bà Hà Ni trình bày trong các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên cáo buộc bà Hà Ni nhiều vấn đề. Bà Hà Ni nêu trong đơn, tôi khẳng định tất cả điều bà Hằng nói về tôi trong các buổi livestream là vu khống. Bà Hằng sử dụng hình ảnh vợ chồng tôi để xuyên tạc, bịa đặt nhằm làm nhục tôi. Tôi xin vụ việc sớm được sáng tỏ. Sau khi tố cáo bà chủ khu du lịch Đại Nam, thì nhà báo Hàn Ni tiếp tục bị bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục live stream và đe dọa rồi nói rằng sẽ truy cùng đuổi tận Hàn Ni. Vì vậy, vào cuối năm 2021, bà Hàn Ni đã gửi đơn đến công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xử lý bà Hằng về hành vi đe dọa giết người cũng như đề nghị được áp dụng các biện pháp bảo vệ. Hiện bà Nguyễn Phương Hằng đang bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân vì đã lợi dụng mạng xã hội nhiều lần tổ chức live stream phát trực tiếp xâm phạm quyền và lợi ích của một số các nghệ sĩ và nhà báo